anh em nào rảnh thì ứng vô cái link xem giùm đỡ cái nha. Bây giờ tí cho các bạn kia bạn làm, bạn tham dự cuộc thi gì đó vui vẻ. Ứng vô cái link xem hết video giùm đỡ cái. Vài chục giây thôi. Ờ một phút 30 giây thôi. Game này chơi gì mà cơ động tí được không ta? Ờ ví dụ giờ mình bích Jerry vô gặp xe gắn nó tuôn thì sao ta? Thì chuyện gì sẽ xảy ra hả nhỉ? Làm tí và gấp bóc đi. Đây 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 hôm bữa Forest khi nào cầm cầm mưa kiếm cầm thiên thạch để nói nha. Kiểu giống như là sub mình là con một con nào đó mà cầm mưa kiếm á, thì mình cầm mưa kiếm. Còn sub mình là con bóc thì mình cầm thiên thạch. Giống như sub mình là con ngát nè, con Senna nè. Kiểu mấy nói chung là bích 2D á. Hoặc là Baike á thì mình cầm mưa kiếm. Còn sub mình là Kama rồi mấy con mà bóc bóc á, đầu bự này nọ thì mình cầm thiên thạch. Nó mất hàng lính rồi quê quê nha. Làm việc đi gần. Ôi ôi sao. À, cái pha đó ông sub ổng hay là ông bắn một viên. Là ông tăng xong ông đứng ngoài đây nè, cái tôi đúp e là thằng sub nó chết ông chạy ra ông sống luôn. Ông đợi chỗ bắn hay hết nè. Sếp bên kia gánh tim vãi luôn 412 chứ. Người chưa lèo lái con thuyền ra khơi gắt vậy. Làm gì muốn giết đơ hoài vậy? Giết đơ thì chết đấy. Tôi quên nữa. Dạ ái quên nó tôi thằng để còn g anh em ơi, hai để còn g anh tôi đâu không muốn g nói xong nhớ lại tính g xe gắt là xe gắt nó tôi nản vậy g thằng nào cũng không được. Đó đâu có tôi đâu cái ông gì bữa nãy vừa hỏi đó vừa coi nó kìa nãy ông hỏi đó. Nó quýnh vậy mà tôi gì đó. Ê dạ sao mạnh quá vậy trời. Má tán đau dữ vậy.
đều mạnh lắm mà ta cảm giác sao sao ta. Mình mạnh như sao khó chơi vậy. Mạnh vãi luôn á, nhìn đồ mạnh vãi luôn á. Để chưa 2 đồ, mình gần 3 đồ. Quýnh cái gì à? Vô sâu rồi nó bật cái G lên thấy gì đâu quýnh. Nó gờ đấy, trời ơi, sao mà non dữ vậy. À, đời không bắt cấp kịp nữa chết, nhìn là biết đọc tên gờ rồi. Rồi thằng này luôn, hello nó, mày né nó đi, góc đó mày né được nữa, tao lạ, tao ăn mày luôn. Mà lùi nó tên nó canh gờ. Đừng để trái tim ta phai tàn. Này sợ GG cộng 2-3 video luôn, hello Tư nha, cộng 2-3 video luôn á chứ. Này sợ anh em nào chưa ứng vô link cho Đơn xin một cái ứng vô link nha anh em, để ủng hộ bạn Đơn tham gia cuộc thi nha anh em.